Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay, thay vì nói những cái câu chuyện liên quan tới đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, thì chúng tôi nói một cái chủ đề có lẽ nó mang tính nhạy cảm. Và thưa quý vị, những cái chủ đề tương tự như chúng tôi nói dưới đây, nó sẽ gây ra những cái tranh cãi, đó là tin giả đã tàn phá cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ như thế nào? Và một cái câu hỏi thẳng thắn đặt ra là vì sao đa số Việt kiều ở Mỹ dân trí thấp không kém gì người dân ở Việt Nam hiện nay? Chúng tôi nói những cái điều đó có lẽ quý vị giật mình, nhưng thực tự nó là như vậy. Thưa quý vị, người ta nói trung ngôn thì nghịch nhĩ, tức là những lời nói thẳng sẽ gây ra những cái điều khó nghe. Cá nhân tôi từ xưa đến nay luôn luôn bảo vệ một cái quan điểm, đó là bảo vệ những cái vấn đề trung thực, những cái vấn đề thẳng thắn, những vấn đề thuộc về đạo đức là phải được bảo vệ và cổ suý. Đó là lý do tại sao đa số những cái nhà hoạt động dân chủ ở hải ngoại họ không ưa tôi. Như quý vị đã biết, vào khoảng giai đoạn năm 2011, tôi có viết hai bài viết liên quan tới đánh giá cái tình hình đấu tranh của phong trào dân chủ Việt Nam. Và ngay từ năm 2011 tôi đã khẳng định kết quả rồi sẽ là một cái con số 0 tròn chính. Và thưa quý vị, nếu những ai muốn tìm hiểu cái bài viết vừa kể, đó là bài viết có tiêu đề thư gửi cho các cái bạn ở hải ngoại. Bài viết đó có hai phần và quý vị có thể đọc để hiểu rõ lý do tại sao cách đây 10 năm tôi đã khẳng định cái phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam sẽ thất bại. Và thưa quý vị, đến hôm nay, quả nhiên như quý vị đã thấy, nó chỉ còn là những cái điều mà người ta nói với nhau ở trên mạng, nhưng chủ yếu là những lời lẽ chê trách. Tại sao lại thất bại thảm hại như vậy? Vì như quý vị đã biết, trong cái giai đoạn 2006-2013, đó là cái phong trào hoạt động dân chủ ở Việt Nam được cho là ở cái đỉnh cao. Ở Việt Nam người ta đã tiến hành các cái cuộc biểu tình, dù rằng nó vẫn ở cái trình độ rất thấp và sơ khởi, nhưng đó là những dấu hiệu cho thấy người dân Việt Nam vẫn quan tâm tới cái vấn đề đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, đòi một cái sự bình đẳng trong xã hội. Nhưng thưa quý vị, đến nay thì rõ ràng những cái mầm mống còn lại rất ít ỏi và trở nên lạc lõng hơn. Dù rằng chúng tôi khẳng định cái việc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam là một cái vấn đề hết sức cần thiết và cần phải làm cho đến cùng, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Và trước hết nó phải đòi hỏi một cái sự trung thực. Đặc biệt những cái người làm trong lĩnh vực truyền thông phải đưa những cái tin tức thực sự trung thực. Bởi vì quý vị phải nhớ rằng vấn đề độc tài, vấn đề nhân quyền, vấn đề đấu tranh dân chủ, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái công tác truyền thông. Vì như quý vị đã biết, người ta nói sự thật sẽ giải thoát con người, hay người ở đạo Công giáo nói sự thật sẽ giải thoát cho anh em. Và rõ ràng cái công cuộc đấu tranh dân chủ Việt Nam hiện nay, người ta hoàn toàn dựa trên một cái nền tảng dối trá, đưa những tin fake news. Thưa quý vị, trong những cái ngày mới đây, những người quan tâm tới cái tình hình thời sự thì trên mạng xã hội người ta có một cái tin fake news, đó là Tập Cận Bình đã bị cháu trai của Giang Trạch Dân ám sát, và không ít những quý khán thính giả của KTV gửi tin nhắn đến hỏi chúng tôi về những cái tin tức đó. Thì thưa quý vị, lâu nay có rất nhiều người hỏi những cái tin tức, ví dụ như liên quan tới cái vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong, rồi những cái vụ án Hồ Duy Hải gần đây cứ yêu cầu KTV phải bình luận. Thưa quý vị, tất cả nó đều là tin giả, và chúng tôi sẽ không nói những cái câu chuyện liên quan tới tin giả. Một cái vấn đề chúng ta phải thừa nhận rằng đấu tranh dân chủ để cho nhân phẩm được tôn trọng. Chúng ta muốn đấu tranh cho nhân quyền thì phải đảm bảo cái mục tiêu tôn trọng sự thật. Sự thật phải đưa lên hàng đầu. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao có một số người mới tiếp cận với kênh KTV người ta phải ngạc nhiên. Có những người bày tỏ với chúng tôi rằng người ta không ngờ trên mạng xã YouTube lại có những cái kênh đưa những cái thông tin trung thực, chính xác, không thiên lệch như KTV. Và thưa quý vị, đó là nguyên tắc của chúng tôi.
chúng tôi làm cơ quan truyền thông, chúng tôi dứt khoát không đưa các cái tin tức giả. Bởi vì chúng tôi tâm đắc một cái điều trong cái tác phẩm về chế độ truyền chế, tác giả Timothy Snyder có viết như thế này: từ bỏ sự thật, từ bỏ các chứng cứ, tức là chúng ta từ bỏ tự do. Và thưa quý vị, nếu quý vị hiểu rằng trên mạng YouTube từ xưa đến nay, chúng tôi đã nói với quý vị, những cái người mà có hiểu biết không bao giờ xem những cái video YouTube về cái vấn đề chính trị Việt Nam hay YouTube về cái vấn đề chính trị bằng tiếng Việt. Tại vì tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng 99% là tin giả. Thưa quý vị, cái việc làm tin giả, những cái YouTuber, đặc biệt các YouTuber ở hải ngoại, người ta làm không phải người ta không biết tin giả mà người ta đưa tin. Bởi vì tin giả thì thu hút được một số lượng theo dõi rất đông, và điều đó mang lại những cái thu nhập rất lớn cho những cái YouTuber làm tin giả. Hiện nay ở Thái Lan có một số lượng YouTuber, đó là những cái người đấu tranh dân chủ, tị nạn, người ta chuyên làm những cái tin thất thiệt, những cái tin giả. Và thưa quý vị, chúng tôi nói một cái điều quý vị sẽ giật mình: người ta có thu nhập bình quân hàng tháng vài chục ngàn đô la. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi nói với quý vị, tôi cũng đã từng làm những cái tin giả trước đây. Đó là một cái thời có cái xu thế là làm tin tức giả và được rất nhiều tiền. Và thưa quý vị, tôi cũng đã được mỗi tháng vài chục nghìn đô la trong cái việc làm YouTube tin giả. Tôi nói thật với quý vị là như vậy. Nhưng rõ ràng sau một cái thời gian, tôi nghĩ rằng tiền bạc rồi cũng tiêu hết. Nhưng rõ ràng mình muốn làm gì cho đất nước thì mình phải đưa những cái tin tức trung thực. Đó là lý do tại sao, thưa quý vị, trên kênh KTV1 chúng tôi vẫn để lại một số cái clip tin giả để chúng tôi đưa ra các bằng chứng cho quý vị thấy rằng tôi đã từng làm tin giả. Và trong cái giới YouTuber người ta nói tôi là thuộc dạng trùm thuyết âm mưu. Nhưng thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nếu thực sự chúng ta hy sinh cho đất nước thì chúng ta không thể làm những cái điều đó là từ bỏ sự thật, có nghĩa là từ bỏ tự do. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái người đấu tranh dân chủ làm YouTube hiện nay, đó là lý do từ xưa đến nay các cái bài nói chuyện của tôi hoàn toàn không tin tưởng vào những cái phong trào dân chủ của Việt Nam hiện nay. Vì tất cả những cái người đấu tranh dân chủ, người ta không quan tâm, người ta quan tâm một cái vấn đề duy nhất, đó là tiền, tiền và tiền. Những người ở trong nước đấu tranh dân chủ trong cái giai đoạn thoái trào thì quay ra kiếm ăn bằng cách xin tiền ở hải ngoại, mà người ta không quan tâm tới cái chất lượng hay cái vấn đề đấu tranh dân chủ để đạt được cái mục đích gì. Họ quên rằng cái việc đấu tranh dân chủ hay đưa các cái tin tức giả, làm YouTuber đưa tin giả, nó sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu lên các cái thể chế độc tài cộng sản, kể cả Việt Nam hay Trung Quốc cũng vậy. Thậm chí ở Thái Lan hiện nay là một cái chính phủ mang hơi hướng của thực sự. Các cái YouTuber Thái Lan ở hải ngoại họ cũng tiến hành đấu tranh tương tự như ở Việt Nam. Tức là họ đưa các tin giả nhằm hạ uy tín chính quyền, nhưng rõ ràng nó không ảnh hưởng được bao nhiêu. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao khi mà các cái mạng xã hội như YouTube hay Facebook, người ta kiểm duyệt thông tin, người ta xóa bỏ các cái thông tin được cho là fake news, thì một số lại cứ cho rằng những cái mạng xã hội đó à rùa với các cái nhà cầm quyền độc tài. Thưa quý vị, cái vấn đề này phải nói một cách công bằng là nó cũng có, nhưng nó rất ít, chứ nó không phải đa số những cái status các anh viết mà nó ảnh hưởng, nó động chạm. Rồi nói rằng mạng xã hội YouTube hay Facebook nghiêng về chế độ độc tài. Bản thân KTV trong cái giai đoạn cách đây một tháng rưỡi cũng là nạn nhân, nhưng chúng tôi thừa nhận người ta làm những cái điều có những cái trường hợp là đúng, và chúng tôi đã đấu tranh với họ bằng pháp lý và người ta chấp nhận, và chúng tôi đã lấy lại được cái kênh KTV1 này. Tất nhiên một cái vấn đề mạng xã hội YouTube hay Facebook nhượng bộ các chính phủ của các cái nhà độc tài, nó là điều có căn cứ. Tuy nhiên nó không tất cả, nó không phải là toàn bộ như vậy. Ví dụ như mới đây một cái Facebooker, một cái blogger ở Đức đã bị xóa cái trang Facebook cá nhân với lý do đã qua đời. Và thưa quý vị, có rất nhiều người thương xót. Để quý vị hiểu rõ hơn thì tôi nói đó là một cái Facebooker hay một blogger nói ngọng, chuyên đưa tin tức giả. Thưa quý vị, bởi vì có những người vẫn ủng hộ những cái số Facebooker chuyên giả dối, đó là lý do người ta không hiểu, người ta không biết. Mà bản thân tôi cũng là một cái nạn nhân của cái thằng nói ngọng ở Đức này. Thưa quý vị, kênh KTV của chúng tôi phát hành
Thì cái thằng nói ngọng nó nói rằng KTV là một cái đài truyền hình của Nha Trang, và nói ông Việt Thành đã quay lại trở về Việt Nam cộng tác với nhà cầm quyền cộng sản. Và thưa quý vị, cái điều đó đã khiến cho rất nhiều bạn bè tôi đã gửi thư, bởi vì họ giật mình với những tin tức đó. Tuy nhiên tôi chỉ hỏi một cái câu là bây giờ vẫn cái tin thằng nói ngọng hay sao? Thì họ nói họ không tin. Thế nhưng mà làm họ phải suy nghĩ. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng người ta xóa cái trang Facebook của cái thằng nói ngọng ở Đức là một cái điều hoàn toàn chính xác. Ở đây chúng tôi không muốn nói thêm những cái chuyện khác đằng sau cái việc Facebooker hay blogger này được công an Việt Nam đánh ra nước ngoài ra sao. Trở lại cái câu chuyện chính, thưa quý vị, một khi chúng ta đã sử dụng fake news, một khi chúng ta đã sử dụng các tin giả để lừa gạt người dân, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta thể hiện một cái bản chất trí trá thiếu chính danh. Rồi những cái kẻ nói dối đó, họ phải mất thời gian để tuyên truyền đánh bóng cho bản thân mình, để cho người dân tiếp tục tin tưởng và theo dõi họ. Và thưa quý vị, chúng tôi nói một câu để quý vị hiểu rằng người ta nói bọn ngu thì nó rất đông. Nó cái điều mà tôi nghĩ rằng rất tiếc cho những cái người ở Việt Nam hiện nay. Người ta không theo dõi các cái chương trình của chúng tôi, mà người ta đổ xô vào theo dõi những cái hệ thống truyền thông khác truyền đưa các cái tin giả bóp méo, nhào nặn. Thưa quý vị, ví dụ như trong cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ tháng 11 năm 2020, cuộc bầu cử đó diễn ra vào ngày 3 tháng 11 và chỉ tới ngày 8 tháng 11, tức là sau 5 ngày, tôi đã phát hiện ra hàng loạt những cái tin tức giả xuất phát từ những cái báo chống cộng Hoa ngữ, mà sau khi tìm hiểu tôi phát hiện nhà cầm quyền Bắc Kinh đã thao túng mua toàn bộ những cái trang web như Đại Kỷ Nguyên, Trí Thức Việt Nam, Tinh Hoa vân vân và vân vân. Và nhà cầm quyền Trung Cộng đã sử dụng cái hệ thống truyền thông chống cộng Hoa ngữ đó để đưa các cái tin tức giả thất thiệt cho cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Và đó là lý do tại sao bắt đầu kể từ ngày 8 tháng 1 tôi khẳng định Donald Trump chắc chắn 100% là thua. Khi đó rất nhiều người phẫn nộ, thậm chí người ta nói tôi nói láo. Nhưng thưa quý vị, thời gian đã dẫn ra để quý vị thấy tất cả những cái điều chúng tôi nhận định ít khi sai. Đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ cho kênh KTV bằng cách quý vị hãy giới thiệu chương trình của chúng tôi tới nhiều người, nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam, để mọi người hiểu rằng KTV1 là một cái kênh truyền thông đưa các cái thông tin nhanh chóng, trung thực, không thiên lệch. KTV là một cơ quan truyền thông, KTV không phải một tổ chức chống cộng, KTV không có chủ trương chống đối hay ủng hộ bất kỳ thế lực chính trị nào. Nhiệm vụ của KTV là đưa tin trên cơ sở đạo đức của nhà báo. Do đó, chúng tôi tha thiết đề nghị quý vị hãy ủng hộ KTV bằng cách viết các comment, bấm like, cũng như giới thiệu kênh của chúng tôi cho nhiều người. Điều đó sẽ giúp cho những cái clip của KTV sẽ được xuất hiện trên trang chủ của mạng xã hội YouTube, và điều đó sẽ giúp cho người ở Việt Nam có thể tiếp cận với chương trình của chúng tôi một cách dễ dàng hơn. Và thưa quý vị, có một cái thông tin cần thông báo, đó là hiện nay KTV đã bắt đầu có các cái chương trình trên mạng xã hội Facebook, quý vị có thể đón xem trên trang Facebook KTV1. Trong đó có rất nhiều các cái thông tin chi tiết và các cái bản tin khác. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi cùng chúng tôi. Trở lại cái nội dung chính của bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, những cái điều mà chúng tôi nói với quý vị sau đây sẽ gây ra những cái tranh cãi và rất có thể khiến cho nhiều người cảm thấy không thoải mái. Nhưng thưa quý vị, trung ngôn thì nghịch nhĩ, chúng tôi phải nói thật những cái điều để quý vị quan tâm. Thưa quý vị, những cái ý kiến sau đây không phải là ý kiến của KTV, tuy nhiên nó phù hợp với quan điểm của KTV, nên chúng tôi dẫn các cái bài viết. Bài viết thứ nhất đó là bài viết trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với cái tiêu đề tin giả tàn phá cộng đồng người Việt từ trong ra ngoài ra sao. Thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hiện nay những cái người lan truyền những cái tin tức giả fake news, họ đang nhằm vào một cái nỗi sợ của người cộng đồng Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ, với cái mục đích họ muốn kiểm soát suy nghĩ của những cái đối tượng vừa kể.
Hậu quả của tin giả đã khiến cho nhiều gia đình ở Hoa Kỳ đã tan nát, khiến cho hành động gây hại cho lợi ích của cộng đồng hải ngoại. Như quý vị đã biết, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhận định cho rằng trong vòng mấy năm qua, nhất là trong cái cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm 2020, thì hàng loạt các cái kênh tin giả của người Việt xuất hiện trên các cái mạng xã hội như YouTube và Facebook, mỗi ngày lan truyền những tin tức thất thiệt bóp méo về tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, một trong những cái điển hình đó, đó là cái kênh của ông Nguyễn Vũ, một Việt kiều ở Hoa Kỳ, với một cái kênh YouTube, King Channel và Nguyễn Vũ Radio. Mới đây ngày 13 tháng 10 đã bị mạng xã hội YouTube chính thức xóa bỏ. Điều đó trong một cái bản tin của đài truyền hình HBO có một cái bài nói chuyện về tin giả. Trong đó chủ đề King Channel của ông Nguyễn Vũ đã được cái bản tin này đưa ra trong hơn 2 phút. Theo bình luận viên John Oliver của kênh truyền hình HBO đã đưa ra một cái nhận xét chua xót rằng người Mỹ gốc Việt lớn tuổi, đặc biệt những đối tượng không biết tiếng Anh, thiếu những cái kênh tin tức đáng tin cậy bằng tiếng Việt, cho nên họ phải trông chờ vào một số kênh tin tức YouTube để theo dõi 24/7 tại nhà. Và đó là lý do, theo bình luận viên của HBO, những người Mỹ gốc Việt còn trẻ, họ cho rằng cha mẹ của họ đã trở thành những cái con mồi của những cái video thuyết âm mưu trên mạng xã hội YouTube cũng như Facebook. Thưa quý vị, cái bản tin truyền hình của HBO, bình luận viên Oliver đã nói về ông Nguyễn Vũ, một người được cho là đặt cho mình một cái tên là King Channel. Ông này là một người Mỹ gốc Việt. Theo bình luận viên Oliver đã dẫn chứng một cái đoạn video của Nguyễn Vũ cho rằng Trung Quốc đã hoàn toàn kiểm soát Biden với những dữ liệu ở trong một cái máy laptop của con trai ông Biden là Hunter Biden. Và những cái dữ liệu lưu trữ trong máy này đã cho thấy điều đó. Đồng thời, Nguyễn Vũ còn cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm được những cái thông tin vừa kể. Thậm chí người ta còn đưa ra những cái tin tức cho rằng tỷ phú Soros ủng hộ những cái vấn đề tài chính khổng lồ nhằm lật đổ ông Donald Trump. Chưa hết, thưa quý vị, theo bình luận viên Oliver của đài truyền hình HBO, Nguyễn Vũ tự hỏi tại sao chúng ta tiếp tục bị bắt buộc phải đeo khẩu trang. Bởi vì theo Nguyễn Vũ, khẩu trang làm chết người. Và nếu như chúng ta sống trong một cái tiểu bang có quyền không đeo khẩu trang, thì bước vào nhà ai mà họ đeo khẩu trang, thì chúng ta hãy chỉ thẳng vào mặt họ. Thưa quý vị, theo đài truyền hình HBO, cái nhân vật Nguyễn Vũ, người gốc Việt này, giống như Alex Jones về cái cách ăn nói. Theo đó, cả hai có cùng một cái mô hình kinh doanh. Đó là King Channel của Nguyễn Vũ muốn thu hút khán giả đông để người ta bán Viagra và kèm làm đẹp chế tạo bởi những cái công ty của họ. Trong khi Alex Jones đã bị loại khỏi cái mạng xã hội YouTube vì phổ biến tin tức giả. Song người ta thấy trong một cái thời gian dài, King Channel của Nguyễn Vũ vẫn hoạt động. Và thưa quý vị, cái gì đến phải đến. Mạng xã hội YouTube không chấp nhận những cái kênh đưa tin giả. Và đó là lý do King Channel và Nguyễn Vũ Radio đã bị mạng xã hội YouTube loại bỏ, tức vô hiệu hóa, không thể hoạt động được. Thưa quý vị, ngoài ra trong bản tin của đài truyền hình HBO, nhà bình luận John Oliver còn nói rằng hai tổ chức của người Việt hải ngoại lâu nay hoạt động tích cực chống lại những cái tin giả loan truyền trong cộng đồng Việt. Đó là cái tổ chức Việt Fact Check và một cái tổ chức có tên Người Thông Dịch. Theo đó, cả hai tổ chức này đều hợp tác chặt chẽ với Hội Người Mỹ gốc Việt cấp tiến để chống lại những cái tin tức giả. Thưa quý vị, hai cái tổ chức chúng tôi vừa kể, tất cả đều được do giới trẻ ở Hoa Kỳ. Đó là những cái người gốc Việt sang Hoa Kỳ khi họ ở cái tuổi thiếu niên. Đồng thời, đa số giới trẻ người Mỹ gốc Việt hiện nay, những cái người còn nói được tiếng Việt, họ khẳng định rằng cha mẹ họ, tức là một cái thế hệ đi trước, rất nhẹ dạ rồi cả tin vào những cái video thuyết âm mưu. Đó là lý do giới trẻ Mỹ đang cố gắng hết sức chống lại các cái thuật toán của mạng xã hội và các cái kênh YouTube được cho là kịch cực hữu, đưa các cái tin tức fake news khiến cho gia đình của họ tin vào các cái thuyết âm mưu. Điều đó gây căng thẳng quan hệ trong gia đình,
thậm chí làm mất niềm tin vào vũ sự an toàn. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Bùi Thu Anh là một thành viên của cái ban quản trị tổ chức người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến. Đó là một cái nhóm tình nguyện Cấp Tiến sáng lập ra một cái dự án Việt Fact Check để kiểm định các tin tức giả và thông báo cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Theo Bùi Anh Thu, nếu bây giờ bạn nói chuyện với bất kỳ một cái người trẻ Mỹ gốc Việt nào, họ sẽ nói với bạn rằng họ kinh hoàng vì những cái gì mà cha mẹ của họ hàng ngày xem trên mạng xã hội YouTube. Theo đó, YouTube hiện nay đang phổ biến ở một số gia đình người Việt. Do điều kiện không biết tiếng Anh nên người Việt chỉ dựa vào các cái kênh YouTube tiếng Việt để tìm và theo. Do đó, một số kênh tuyên truyền người ta đã nắm bắt được cái tâm lý như vậy nên người ta đưa ra các cái clip mang tính thuyết âm mưu về đại dịch Covid-19, về vaccine, gồm cả những cái thông tin sai lệch liên quan tới chính trị, rồi cả những cái vấn đề người ta chống lại việc đeo khẩu trang. Thậm chí họ còn cho rằng cái việc đeo khẩu trang dễ bị nhiễm bệnh hơn và tỷ lệ tử vong cho Covid-19 đã bị những cái người này thổi phồng và số người chết vì vaccine nhiều hơn số người không tiêm vaccine. Thưa quý vị, trở lại những cái chủ đề liên quan tới chính trị cũng vậy. Những cái kẻ làm YouTube giả đưa tin fake news, lợi dụng tình hình chia rẽ của chính trị Hoa Kỳ thì họ liên lan truyền những tin tức giả về cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Và đó là lý do mạng xã hội YouTube đã quyết định gỡ bỏ hàng loạt các video khi mà được các cái tổ chức của giới trẻ Việt phản ảnh. Thưa quý vị, có một cái điều rất đau xót mà chúng tôi phải nói thật với quý vị. Đó là nhận xét về cái khán thính giả Việt Nam theo dõi mạng xã hội YouTube. Thì lãnh đạo của YouTube cho rằng Việt Nam thường lọt vào cái danh sách 10 quốc gia có một cái số lượng video bị gỡ xuống nhiều nhất bởi vì lý do đưa tin giả. Và đó cũng đúng như phát biểu của giới trẻ ở một cái nhóm người Việt Cấp Tiến ở Mỹ cho rằng với một cái rào cản về mặt ngôn ngữ, với một cái sự thiếu thốn các cái thông tin, do đó các cái kênh tin tức có uy tín bằng tiếng Việt và tiếng Anh không được họ theo dõi, mà nó là một cái nguyên nhân chính của cái vấn nạn người Việt rất ham những cái thuyết âm mưu và tin giả. Đó là lý do tại sao đa số những người Việt ở Hoa Kỳ hiện nay thuộc những cái tầng lớp cao tuổi không có hiểu biết bằng tiếng Anh. Họ cho rằng tốt nhất theo dõi các cái kênh YouTube và phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Đó là những cái món ăn tinh thần vốn quen thuộc và tin cậy đối với họ, dù rằng họ theo dõi nhưng họ không biết đa phần là những cái thông tin sai lệch. Theo phát biểu của ông Trần Diệp, trưởng ban biên tập của Việt Fact Check, có nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng những cái người vừa kể họ thấy YouTube, Facebook là các cái mạng xã hội có tên tuổi nên họ nghĩ rằng nó xuất hiện trên YouTube và Facebook nghĩa là nó ok, có nghĩa là những cái thông tin đó là đáng tin. Và thưa quý vị, theo cái tổ chức chống tin giả của giới trẻ Việt Hoa Kỳ đã cho biết, tổ chức của họ khảo sát xem cộng đồng người Việt những cái YouTuber lấy tin tức từ đâu để đưa lên, và kết quả cho thấy đó là danh sách các cái kênh YouTube và chương trình phát thanh của Đại Kỷ Nguyên, của Trí Thức Việt Nam, của Tinh Hoa vân vân. Đó là những cái thông tin của các trang web chống cộng bằng hoa ngữ đã bị nhà cầm quyền Bắc Kinh thao túng và đưa các cái tin giả nhằm bôi nhọ một cái nền dân chủ ở Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, tương tự như vậy, các cái kênh thông tin của ông Nguyễn Vũ, rồi hàng loạt những người tị nạn ở Hoa Kỳ, trong đó kênh The King Radio của Nguyễn Vũ hoạt động ở Hoa Kỳ đã tới 30 năm. Và điều đó đã tạo ra cho Nguyễn Vũ một trong những YouTuber có ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng người Việt hiện nay, với tổng số người theo dõi xấp xỉ 100.000 người. Theo ông Nguyễn Vũ, có nói với truyền thông Hoa Kỳ rằng ông bắt đầu làm video YouTube, theo ông, để bổ sung cho kênh radio của mình cho vui. Nhưng giờ đây, nó trở thành một cái nguồn cấp dưỡng cho thông tin cho cả một cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là cái đối tượng không biết tiếng Anh. Theo Nguyễn Vũ cho hay, người ta nghe kênh của tôi suốt ngày, tôi đã làm cho họ thổn thức, tôi đã làm cho họ cười, tôi đã chia sẻ những cái nỗi niềm với họ. Đồng thời ông Nguyễn Vũ nói, bạn biết đấy, cộng đồng của tôi không chỉ ở Virginia,
mà cả trên thế giới, thậm chí có rất nhiều người ở Việt Nam nghe kênh của chúng tôi. Tuy nhiên, trước những cái chất vấn về lý do tại sao toàn đưa những cái tin fake news, ông Nghị Vũ nói rằng đây là truyền thông dành cho người Việt ở Hoa Kỳ, dành cho cộng đồng của tôi, nó khác với truyền thông của các anh. Chúng tôi không nhất thiết phải đưa tin tức trung thực và chính xác. Thưa quý vị, trở lại bài viết của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Theo đó, người Việt bây giờ họ tin và tin giả với cái mục đích được cho là nuôi dưỡng những cái ảo vọng. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, với một cái nạn tin giả và thuyết âm mưu hoành hành trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ hiện nay, nó là một cái mảnh đất màu mỡ cho YouTuber cũng như các Facebooker ở Hoa Kỳ hay trên toàn cầu. Những cái người nói tiếng Việt trở thành một cái mảnh đất màu mỡ bởi vì các YouTuber, Facebooker họ muốn có một chỗ dựa để nuôi dưỡng hy vọng của những cái người Việt Kiều định cư tại Hoa Kỳ không biết tiếng Anh. Và theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một phần lớn là do những cái người gốc Việt ở Hoa Kỳ dân trí rất thấp nên họ dễ bị các nguồn tin giả thao túng. Thưa quý vị, ở đây tôi nói thêm, tức là KTV cũng rất ít hấp dẫn đối với cái người Việt ở Hoa Kỳ bởi vì người ta không có cái thói quen nghe sự thật. Và thưa quý vị, nên quý vị thấy có một số những cái nhân vật được cho là, đây là theo đánh giá của chúng tôi, có những cái comment thì thừa biết họ là những cái người định cư ở Hoa Kỳ nhưng người ta có những cái suy nghĩ, những cái kiến thức rồi những cái nhìn nhận hết sức nguy hiểm. Trở lại cái câu chuyện những cái tin giả lan truyền trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, đặc biệt cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm 2020. Như quý vị đã biết, trên các trang mạng xã hội Facebook, YouTube của người Việt, thậm chí kể cả những phương tiện truyền thông báo chí địa phương của người Việt ở Hoa Kỳ cũng tràn ngập những cái thông tin thất thiệt, những cái thuyết âm mưu về cái cuộc bầu cử đó, mà tất cả sau này đều chứng tỏ là sai lầm hoàn toàn 100%. Thưa quý vị, xin nhắc lại, đó là những cái tin giả kiểu như có xe tải chở đến phòng phiếu hàng triệu lá phiếu ma, rồi quân đội Mỹ đột kích thu giữ máy chủ của cái hãng kiểm phiếu Dominion vô tình ở Cộng hòa Liên bang Đức. Thậm chí người ta còn nói Donald Trump sẽ ban hành thiết quân luật để bắt giữ tất cả các cái lãnh đạo của Đảng Dân Chủ. Rồi tối cao Pháp viện sẽ phán quyết cho Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Rồi Phó Tổng thống ông Michael Pence sẽ sao chiến thắng trong Donald Trump. Rồi những cái tin tức liên quan tới chiếc laptop bị đánh cắp của bà Nancy Pelosi đã bị quân đội Hoa Kỳ thu giữ để tìm các cái bằng chứng phản quốc vân vân. Thậm chí người ta còn nói bà Pelosi bị bắt ở biên giới Canada. Thưa quý vị, những cái tin tức giả lộ liễu như thế mà những ai trong giới truyền thông nếu như quan sát các cái thông tin này hoàn toàn xuất phát từ các cái trang tin Hoa ngữ chống cộng mà Bắc Kinh thao túng được đưa ra. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao trong các cái bài nói chuyện tới cái chủ đề Tổng thống Donald Trump và bầu cử Hoa Kỳ, chúng tôi đã đặt với vấn đề với quý vị rằng, vậy những người đưa tin fake news như vậy, người ta đã xin lỗi quý vị hay chưa? Vậy mà quý vị vẫn cứ tin rồi đâm đầu vào nghe những cái bản tin của họ. Thưa quý vị, chưa hết, mới đây nhất, người ta còn cứ đưa một cái tin được cho là Tổng thống Joe Biden hiện chỉ thế thân cho ông Donald Trump và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ quay lại Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Thưa quý vị, chúng tôi biết trong lúc chúng tôi đang nói với quý vị bây giờ, rất nhiều những cái quý khán thính giả của KTV không hài lòng, thậm chí người ta giật mình thon thót. Nhưng quý vị hãy bình tĩnh, câu chuyện còn dài, chúng tôi còn nói cho quý vị những cái điều mà quý vị còn giật mình, thậm chí ngã ngửa. Thưa quý vị, theo giới phân tích của Hoa Kỳ, tất cả những cái tin tức giả liên quan tới cái cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2020, đó là một cái âm mưu của Nga. Nhưng do điều kiện người Việt quan tâm tới các tin tức của Nga không nhiều, do đó Nga đã bắt tay với Trung Quốc để đưa các cái thông tin giả nhằm hạ uy tín một cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, để người ta muốn chứng minh rằng một cái đất nước, một cái xã hội thượng tôn pháp luật như Hoa Kỳ vẫn còn những cái tồn tại thao túng cuộc bầu cử như vậy. Thưa quý vị, ông Trần Nhật Bảo là một Việt Kiều ở Mỹ, là một chuyên gia về tội phạm học, từng giảng dạy về cái môn hình sự và tội phạm tại các trường đại học của Hoa Kỳ, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Theo giáo sư Trần Nhật Bảo cho biết,
trong cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2020. Sở dĩ tin giả nó hoành hành như vậy, chưa từng thấy từ trước tới nay. Nó là một kết quả của một hành động chuyên nghiệp mang tính cấp quốc gia, chứ không phải là một câu chuyện ngẫu nhiên, theo giáo sư Bảo cho hay. Đó là một kế hoạch phát tán thông tin giả với một cái quy mô lớn, có tổ chức, có chủ đích, có sự điều khiển của những người rất có chuyên môn, bắt đầu kể từ năm 2015, tức là trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Theo giáo sư Trần Nhật Bảo, họ đã dùng những cái mạng xã hội để định hướng dư luận cho các cái mưu đồ của họ. Và điều đó đã dẫn tới rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã trở thành nạn nhân. Và cho đến nay, những cái người đó vẫn tiếp tục bị những cái tin fake news rắc mũi từ năm 2015 cho tới nay. Chưa hết, thưa quý vị, theo giáo sư Trần Nhật Bảo, thủ phạm chính là cơ quan tình báo Nga KGB, vốn đã bị cơ quan FBI của Hoa Kỳ cũng như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ trích, chỉ đích danh rằng cơ quan KGB đã tìm cách can thiệp vào bầu cử và nội tình của nước Mỹ. Thưa quý vị đã thấy chưa? Những cái YouTuber, những cái Facebooker để tiếp tay cho nước Nga, tức là để tiếp tay cho ngoại bang can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Đó là cái nhận xét của giáo sư Trần Nhật Bảo. Theo giáo sư Bảo, ông đã theo dõi hoạt động của KGB trên mạng xã hội nhiều năm và ông thấy sự phá hoại nước Mỹ của Nga rất rõ ràng. Chưa hết, giáo sư Trần Nhật Bảo còn phân tích một cách dễ dàng và rẻ tiền nhất để phá rối hay tháo dỡ những cái định chế về mặt luật pháp và dân chủ hàng đầu của Hoa Kỳ hiện nay. Đó là họ sử dụng một cái chiến dịch gây nhiễu những cái thông tin mà nước Nga vốn là một cựu cộng sản, trên phương diện tuyên truyền thì không ai có thể bằng họ. Trong cái chiến thuật tuyên truyền tin tức giả, nước Mỹ còn thua xa họ. Thưa quý vị, có một cái thông tin mà giáo sư Trần Nhật Bảo đưa ra đáng chú ý, đó là cơ quan tình báo Nga, họ đã tạo ra khoảng 300.000 tài khoản giả ở trên mạng xã hội Facebook. Những cái tài khoản giả kể trên, nó đã có ảnh hưởng tới 87 triệu tài khoản, trong đó có rất nhiều người Việt Nam. Theo giáo sư Trần Nhật Bảo, cho biết ông đã mất thời gian để truy lùng rất nhiều tài khoản tung các tin tức giả từ Nga và thấy chúng xuất phát từ thủ đô Sofia của Bulgaria. Đó là một nơi rất đông kiều dân Nga sinh sống. Và sau đó, sau khi cơ quan chức năng của Hoa Kỳ vào cuộc, thì hiện nay trên cái mạng xã hội Facebook, KGB đã rút vào hoạt động một cách âm thầm và chỉ còn những cái cơ sở hạ tầng tung tin giả ở bên Mỹ. Nó vẫn còn tồn tại ngay từ đầu, tiếp tục hoạt động, mà theo giáo sư Trần Nhật Bảo, rất có thể những cái YouTuber hay các Facebooker người Việt đã nhận tài trợ từ tổ chức này. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.